chúng ta hãy cùng ca sĩ Long Nhật nhanh như chớp. Câu đầu tiên: trong nước đường có đường, trong nước muối có muối, vậy trong nước lọc có gì? Trong nước lọc có hai hydro và một oxy. Chính xác, hay quá. Cờ cá ngựa có bao nhiêu màu tất cả? Trời ơi, này dễ vậy, này tuyên rồi. Trời dễ quá. Cờ cá ngựa có 4 màu tất cả. Chính xác. Trời, cái này dễ nữa. Cờ vây có bao nhiêu màu? Cờ gì? Cờ vây á. À, cờ vây có bao nhiêu màu? Chứ không biết bài này. Người Hàn Quốc hay chơi cờ vây lắm á. Em biết rồi. Trả lời đại anh, 4 màu. 2 màu. Chính xác. Cờ caro có bao nhiêu quân cờ? Cờ caro dễ quá. Caro dễ mà. À, cờ caro có 2 quân cờ. Không chính xác. Ủa gì kìa? Đúng rồi. Muốn đi kiểu nào thì em. Cờ caro không đếm được, tùy người chơi chơi thế nào thắng thì thôi. Đúng. Trong bài hát Một sợi rơm vàng, bà dùng sợi rơm để làm gì? Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm. À, thời gian đang trôi qua. Để gắn vô làm festival của anh. Thà Lan trả lời đại không? Trả lời đại đi anh. Qua câu mới được hơn. Bà dùng sợi rơm, bà... Trả lời đại mình kiếm câu khác. Rồi bà thắt sợi rơm. Bà thắt sợi rơm. Là bình chổi to, bình chổi nhỏ. Bà bình chổi to. Đúng rồi, chính xác, bà bình chổi. Tiếp theo, vậy trong bài hát có mấy sợi rơm vàng? Có rất nhiều sợi rơm vàng. Không, một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm. Rơm. Chỉ có một sợi, chính xác. Là ba sợi. Đó, nhưng mà ở dưới thì đúng hết luôn. Hên, ngay cái bài bà biết. Thì ra cho anh đừng có áp lực em. Ngày mà tiên đồng ngọc nữ gặp nhau tại cầu Ô Thước là ngày mấy âm lịch? Ngày tiên đồng ngọc nữ. À, không phải là Ngưu Lan Chất Nữ. Anh trả lời đi anh, ngày mấy? Ngày rằm tháng 3. Em ngày 3. Cả hai đều không chính xác. Trên cầu Ô Thước thì làm gì có tiên đồng ngọc nữ. Cầu Ô Thước là không có tiên đồng ngọc nữ. Có Ngưu Lan Chất Nữ. Là Ngưu Lan Chất Nữ. Đúng rồi, Ngưu Lan Chất Nữ. Harry đang đi về nhà lúc 1 giờ khuya. Trời tối đen như mực. Xung quanh không một bóng người. Mà điện thoại hết pin, tắt nguồn, không thể liên lạc được với ai. Làm cách nào để Harry có thể về được nhà? Kêu chứng thành trước. Thì gọi taxi về. Gọi taxi về. Đi rồi không có liên lạc được. Không thể liên lạc được với ai. Đúng rồi, cứ đi bộ về thôi. Như vậy là sau 2 phút thì ca sĩ Long Nhật đã mang về được 3 đáp án liên tiếp chính xác. Xin chúc mừng. Đây là hay lắm rồi ạ. Xin mời sự trở lại của ca sĩ Vũ Hà. Tập trung âm thanh, tập trung ánh sáng, tỏa vô đây. Vô đi chơi chủ yếu không cần thắng, cũng không cần thua. Đẹp là được, đẹp là được, đẹp 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 là được. Ghé cho đẹp lòng lại. Vũ Hà đến với chương trình nhanh như chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trong nước đường có đường, trong nước muối có muối, vậy trong nước lọc có gì? Trong nước lọc. Trong nước lọc có nước. Chính xác. Cái này quá dễ. Cờ cá ngựa có bao nhiêu màu tất cả? Cờ cá ngựa xanh này, màu vàng, màu đỏ. 4 màu. Chính xác. Hay quá anh ơi. Cái này thì em không biết anh có biết hay không. Thì đọc đi trời ơi. Cờ vây có bao nhiêu màu? 2 màu. Chính xác. Bạn ơi, bạn ơi. Câu hỏi tiếp theo. Cờ caro có bao nhiêu quân cờ? Cờ caro 52 con. Không chính xác. 52 con. Dạ, đáp án là không đếm được, tùy vào người chơi. Cờ caro và chữ cha, trời đất ơi. Câu hỏi tiếp theo. Trong bài hát Một sợi rơm vàng, bà dùng sợi rơm để làm gì? Hát đi anh, hát thử đi anh. Có thuộc đâu hát. Anh không biết bài này. Bài gì bây giờ hát. Bài hát là Một sợi rơm vàng. Hát đi. Bà tôi đưa tôi đi ra đâu làng. Một mình ba đôi cả trời nắng to. Bà đội trời nắng to. À, bà làm nón. Bà làm nón. Chính xác. Đáp án là bệnh chối.
cái gì? Cái gì? Bên chổi. Bên chổi. Trời ơi là trời, bà làm cái, bà bên làm cái chổi. Ai làm bên chổi? Chương trình ơi. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Vậy trong bài hát có mấy sợi rơm vàng? Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, có sợi rơm khô. Có muốn bao nhiêu cặm cũng được. Dạ, không chính xác. Chỉ có một sợi, hai sợi là hai sợi vàng rơm. Tự tin lắm nha. Câu hỏi tiếp theo. Ngày mà tiên đồng ngọc nữ gặp nhau tại cầu ô Thước là ngày mấy âm lịch? Ê, ê, trời có kìa nó kìa nó kìa. Không sao đâu, mình có quyền không chấp nhận mà. Em mỏi cổ mà trời. Trời ơi. Không có ngày nào hết trơn á. Tại sao? Ủa hai cái đó có liên quan gì đâu trời. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Heidi đang đi về nhà vào lúc 1 giờ khuya, trời tối đen như mực, xung quanh không một bóng người mà điện thoại hết pin tắt nguồn, không thể liên lạc được với ai, làm cách nào để Heidi có thể về được nhà? Trời ơi, em làm gì vậy cây trần? Em bị mỏi chân, con em gì trong hả? Quần. Dạ. Đọc lại. Dạ, em về nhà vào lúc 1 giờ khuya. Trời đen, rồi xung quanh không có một cái gì hết, điện thoại cũng tắt hết rồi, không thể liên lạc được với ai hết. Rồi em đi bộ về. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Hà Nội có phố nào sau đây? Hàng cơm, hàng xôi, hàng cháo. Cái gì? Hà Nội á? Dạ, có phố nào sau đây? Là hàng cơm, hàng xôi, hàng cháo. Phố nào? Phố cơm nguội. Cây cơm nguội à? Em đang em đọc lại nha. Hà Nội có phố nào sau đây? À sau đây rồi. Dạ, hàng cơm, hàng xôi, hàng cháo. Cái nào? À trong ba cái lượng cái dạ. Đúng không? À ba hàng cơm, hàng xôi. Hà Nội có phố hàng cơm hoặc hàng cháo hoặc hàng xôi hay không? Có. Cái nào? cơm cháo. Trời ơi, cơm cháo có cháu à. Tao đang ăn cháo. Cháo. Chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Trả lời là cứu nè. Em cứu nè. Đầu răng em ăn cháo mấy bữa hôm nay. Tiếp theo, tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất nước ta? Tỉnh á? Dạ. Làm sao biết được? Bình Dương. Tỉnh Bình Định. Không chính xác. Quảng Bình hay sao á? Phải không? Đáp án là Bắc Ninh. Dạ, và hết giờ. Như vậy là ở lượt này hai đội đều bằng nhau về số lượng trả lời liên tiếp đúng câu hỏi. Ở lượt này không tính vẫn 1-0.